Ông Nguyễn Đức Hiển gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh vừa có đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương. Chiều nay 26 tháng 10, ông Nguyễn Đức Hiển đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam đã có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân ông. Ông Hiển cũng đã cung cấp hồ sơ tài liệu thu thập được để tố giác bà Hằng. Theo nội dung đơn của ông Hiển, sự việc bắt đầu từ khi ông trả lời phỏng vấn với báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV về các phát ngôn thiếu chuẩn mực của bà Nguyễn Phương Hằng trên các nền tảng mạng xã hội. Nội dung của phỏng vấn này sau đó được phát trên chương trình thời sự lúc 18 giờ ngày 11 tháng 6 và được đăng tải trên VOV vào 11:01 trưa 12 tháng 6 với chủ đề Không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng. Nội dung chính của bài phỏng vấn là quan điểm, nhận định pháp lý của cá nhân tôi đối với hành vi của bà Hằng mà tôi đã trực tiếp theo dõi trong các buổi phát sóng trực tuyến của bà này. Đến nay, nội dung bài phỏng vấn của tôi trên VOV vẫn đang tồn tại. Tôi giữ nguyên các luận điểm, quan điểm đã nêu. Tôi cho rằng nội dung phát ngôn của tôi phù hợp với quy định pháp luật chung, cũng như nhận định của tôi về hành vi từ bà Hằng là phù hợp với các quy phạm pháp luật dựa trên góc độ nghiên cứu, trao đổi học thuật và quy định của pháp luật báo chí, ông Hiển nêu rõ. Theo nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Hằng cho rằng bài phỏng vấn trên của ông thể hiện sự công kích, gán ghép, quy buộc cho bà phải đi tù. Từ đó, bà Hằng sử dụng các ngôn từ nhục mạ, bịa đặt vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cá nhân ông và vợ thông qua các buổi phỏng vấn trực tuyến trên các nền tảng xã hội để thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông và gia đình, kéo theo nhiều hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng. Ông Hiển còn thống kê, từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 20 tháng 10, bà Hằng đã lặp đi lặp lại hành vi nhục mạ, bịa đặt vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với ông. Cụ thể, bà Hằng có hành vi nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm khi gọi ông bằng các ngôn từ không có chuẩn mực đạo đức như nhà báo hai mặt, thằng nhà báo Đức Hiển, nhà báo nói láo, thằng nhà báo phó tổng biên tập, thằng Hiển là phản động, nhà báo mà đi dựng chuyện lên mà đi đánh lừa thiên hạ, nhục chư anh Hiển, nó ngồi xổm trên pháp luật. Ngoài ra, theo ông Hiển, bà Hằng còn bịa đặt loan truyền những điều biết rõ không phải là sự thật, không có chứng cứ chứng minh như ông có mối quan hệ câu kết là đồng bọn với ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, Thái Văn Đường và các tổ chức phản động nhằm mục đích vu khống bà Hằng đánh sập trang báo điện tử VOV, nói ông ăn chặn tiền từ thiện khi sử dụng tài khoản cá nhân kêu gọi quyên góp, nói ông đã nhận 20-30 tỷ đồng của một người khác nhằm mục đích tìm mọi cách, mọi giá phải để bà Phương Hằng đi tù. Thậm chí loan truyền ông là thành viên của tổ chức phản động. Tôi xin khẳng định, những nội dung bà Hằng nói về tôi nêu trên hoàn toàn là bịa đặt vu khống, không hề có một chút sự thật nào. Bà Hằng chỉ dựa vào cảm xúc quá khích cá nhân để bịa đặt các thông tin vu khống xúc phạm tôi, xúc phạm báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như giới nhà báo nói chung mà không có bất kỳ chứng minh nào. Bà Hằng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận thông qua mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để loan truyền các thông tin bịa đặt tôi phạm tội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng vì sức mạnh lan truyền thông tin là rất khủng khiếp, ông Hiển nêu trong đơn. Bên cạnh đó, ông Hiển nói rõ, từ những thông tin bịa đặt vu khống do bà Hằng cung cấp, nhiều kênh truyền thông mạng xã hội đã ăn theo, sản xuất hàng trăm đoạn video clip bôi nhọ, xúc phạm ông, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan báo chí, kèm theo các bình luận xấu của người xem về nhà báo, nghệ sĩ và đặc biệt là chính quyền nhân dân. Cho rằng bà Hằng có dấu hiệu của tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, nên Phó Tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Hiển đề nghị các cơ quan tố tụng Bình Dương xem xét, đánh giá toàn bộ các hồ sơ, tài liệu mà ông đã cung cấp từ đó làm rõ dấu hiệu phạm tội để khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhằm điều tra hành vi phạm tội, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với bà Nguyễn Phương Hằng.